có nên mua chung cư vào thời điểm này hay là không? Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với Nhà Tốt. Thưa anh chị, hôm nay lại là một cái chủ đề mà Hòa muốn chia sẻ với anh chị về câu chuyện là chúng ta có nên mua hay là không. Bởi vì trong những ngày qua thì Hòa nhận được câu hỏi từ những quý khán giả có xem trên kênh Nhà Tốt và có nhắn tin qua Zalo hỏi rằng là em ơi, bây giờ thì có nên mua chung cư hay là không em? Thì cái câu hỏi này thực sự nó là cái câu hỏi rất khó trả lời. Giống như video trước Hòa đã từng chia sẻ có nên mua Vinhome cổ loa Đông Anh hay là không anh chị, thì cái câu hỏi này nó mang tính chất cá nhân, rất là cá nhân, và nó mang tính chất rất là riêng biệt. Với những nhà đầu tư thì chúng ta sẽ chia ra, Hòa sẽ chia ra thành hai nhóm nhà đầu tư, tức là một nhóm là mua để ở, một nhóm là mua để đầu tư anh chị. Sau đó thì Hòa sẽ chia tách ra từng phần. Đầu tiên thì là với nhóm những anh chị có cái nhu cầu mua để mà ở anh chị. Với cái nhu cầu của mình mua để ở thì tại thời điểm này anh chị mua để ở với cái nhu cầu mua ở luôn hay là không? Trước tiên anh chị phải trả lời câu hỏi đó. Nếu mà anh chị muốn mua ở luôn thì anh chị có thể tìm những cái dự án đã xây và anh chị có thể tìm để mà có thể lựa chọn để có thể mua luôn. Thì cái việc này mình lên mua vào thời điểm nào? Thì thưa anh chị, trong cái bối cảnh mà cái nguồn cung căn hộ nó đang là một cái vấn đề lớn của thị trường thì nó sẽ xảy ra hai cái vấn đề khác nhau anh chị. Một, đó chính là khi mà giá của căn hộ nó tiếp tục nó gia tăng anh chị, thì cái vấn đề mua hay không ấy, nó mang tính chất tâm lý nhiều hơn là cái vấn đề lý tính anh chị. Cái lý tính nó chỉ là một phần thôi. Cái vấn đề tâm lý nó mang cái tính chất rất là lặng anh chị. Có những anh chị mua, Hòa biết rằng là anh chị tìm mua nhà chung cư từ những thời điểm năm 2022, 2023 và anh chị đã không quyết định mua tại thời điểm đó, bởi vì cho rằng là tại thời điểm đó thì giá nó đã cao quá rồi, giá đã ảo quá rồi. Nhưng thực sự từ thời điểm đó đến nay có những chung cư đã tăng 50-70%, thậm chí tăng 100%. Và lúc này anh chị rất là đau đớn, anh chị rất là đau đớn. Có những khách hàng tại thời điểm 2022, cuối năm 2022, khi mà hỏi Hòa mua hay là mua những căn chung cư, tại thời điểm đó Hòa nhớ rằng là ở tại Vinhome Smart City thì mỗi một căn 2 ngủ 1 vệ sinh ở những phân khu Sapphire 1, Sapphire 2 anh chị, nó chỉ có giá đâu đó khoảng 2 tỷ, 2 tỷ mốt, và anh chị vẫn quyết định không mua. Rồi sau này hỏi lại thì giá lúc này lên 3 tỷ anh chị. Thực sự là lúc đấy Hòa cũng không biết là phải chia sẻ với anh chị ra làm sao. Và những cái đau đớn về cái mặt cảm xúc, về cái mặt tra tấn, về tinh thần, về một cái quyết định là mình đã không làm cái điều đó đúng lúc, đúng thời điểm, nó sẽ dằn vặt những cái người mua nhà để ở như vậy. Nếu anh chị đưa ra quyết định sáng suốt thì anh chị đã có thể mua được một căn nhà cho con em mình đi học trên Hà Nội. Người ta thường nói về đầu tư trên cơ sở lý tính anh chị, tức là để cái mặt lý thuyết anh chị. Như là ở những năm 2022 đó, đầu năm 2023, họ có chia sẻ rất là nhiều video về cái xu hướng tăng giá của căn hộ chung cư. Và có rất nhiều người vào và nói rằng là gì, chúng mày lại lùa gà, chúng mày lại nói sao, đúng không anh chị? Anh chị có thể đọc lại những cái video từ ngày đó, những comment từ ngày đó. Có rất nhiều người có quan điểm như vậy anh chị. Và khi mà cái xu hướng như vậy nó đi đúng thì nó tạo ra cái sự đau đớn anh chị. Anh chị hãy tưởng tượng đi, mình có 2 tỷ anh chị, mình có 2 tỷ, hơn 2 tỷ, và mình không quyết định mình mua đúng cái xu hướng. Và lúc đó bây giờ anh chị phải bỏ thêm 1 tỷ nữa. Thậm chí có những anh chị không còn đủ tài chính để lựa chọn ở những cái nơi mà mình đã định lựa chọn anh chị. Đó, thì với những cái điều đó nó rất là đau đớn. Hòa muốn nói sâu về khía cạnh tâm lý, bởi vì tất cả các quyết định tài chính nó đều liên quan đến vấn đề tâm lý nhiều hơn là vấn đề lý tính anh chị. Có rất nhiều người tư vấn tài chính họ nói anh chị là mua đi, nhưng họ không mua đâu anh chị ơi, họ không mua đâu anh chị, họ không mua. Và có những người tư vấn về chứng khoán, về tiền mã hóa hay là vẫn những cái khoản đầu tư, họ khuyên anh chị lên mua nhưng họ không mua anh chị, họ không mua. Thì anh chị sẽ, khi mà anh chị biết những cái điều đó ở trong cái thế giới tài chính này, anh chị sẽ thấy rằng là anh chị cảm thấy như là có một cái điều gì đó nó có vẻ như nó vi phạm đạo đức anh chị. Nhưng mà thực tế là cuộc sống nó vẫn diễn ra như vậy anh chị. Những cái đau đớn đó nó không có cái gì có thể là so sánh được anh chị. Đó, thì Hòa nói đầu tiên cái nhóm người mua để ở luôn. Thì bây giờ chúng ta không phải là chúng ta lên mua để chờ cho cái giá nữa, bởi vì bây giờ anh chị có phải mình phải so sánh xem là cái cảm xúc của mình nó có chịu đựng được nữa hay không. Thì bởi vì cái việc mua nhà đôi khi mình quyết định đúng cái thời điểm nó cũng tốt, nhưng cái việc mà giả sử như bây giờ Hòa nói như này, nếu như bây giờ tiếp tục anh chị chờ đợi anh chị thì nó tiếp tục tăng giá nữa thì sao? Thì lên lúc này chúng ta phải cân đối giữa cái điều đó hơn là một cái khoản đầu tư về mặt tài chính anh chị, và cân đối hơn một cái mặt về khoản đầu tư tài chính anh chị. Thì như vậy nó mới có thể là giải quyết được, bởi vì cái câu trả lời không dành cho tất cả mọi người. Có những người mà đã sở hữu 3-5 căn chung cư hoặc là có thể là có nhiều cái lựa chọn hơn rồi, họ có quyền chờ đợi để tìm cơ hội tốt hơn, nếu không họ có thể bỏ qua. Thì đấy là cái đối tượng khác anh chị.
Đấy, còn với những cái người mua nhà lần đầu, anh chị, để mà đưa ra cho mọi người một cái lời khuyên nó hết sức là khó. Ở đây Hòa chia sẻ, bởi vì cái góc độ này là góc độ vô hình, anh chị, quyết định những cái quyết định tài chính nó đều là vô hình, nó không là hữu hình. Đó, nên Hòa muốn nhấn mạnh cái điều này để anh chị phải tự tìm khám phá bên trong cái bản thân của mình là mình muốn cái điều gì và nó thực hiện ra sao. Còn anh chị ơi, anh chị mua một căn nhà, anh chị mua một căn nhà, đôi khi nó đắt rẻ một chút, nó không thành vấn đề anh chị. Bởi vì sao? Mình sẽ ở trong căn nhà đó 5 năm, 10 năm. Anh chị, mình sẽ ở trong căn nhà 5 năm, 10 năm. Và nếu như trong 5 năm, 10 năm tới, 15 năm tới, nó thoải mái cái tư tưởng, mình vui vẻ, mình hài lòng, thì mình giải quyết được rất nhiều vấn đề, anh chị. Mình giải quyết được rất là nhiều vấn đề. Đó, đấy là ở dưới góc độ mua để ở, anh chị. Thì chúng ta phải cân đối cái điều này, anh chị. Chúng ta phải cân đối cái điều này trong cái giai đoạn hiện tại. Còn tất nhiên, mua ở đâu, mua như thế nào, nên mua cái gì, ở khu đô thị nào, cái điều đó chúng ta nói sau, nhưng mình phải giải quyết cái vấn đề tâm lý trước đã. Cái vấn đề tâm lý nó quan trọng hơn nhiều là các cái vấn đề lý thuyết, anh chị. Rõ ràng là tại thời điểm này giá nó đã cao rồi, nếu mà xét về đủ rủi ro, anh chị, là phần thưởng nó sẽ thấp hơn rủi ro. Nhiều anh chị mua một căn nhà để ở cho gia đình mình cuộc sống tốt hơn 5 năm, 10 năm, nhưng mà đắt hơn 20 triệu, đắt hơn 50 triệu mà mình không quyết định được. Thì cái điều đó thì Hoàng cũng không biết nói làm sao, anh chị. Không biết nói làm sao, có rất là nhiều người họ không có thể lựa chọn được, không thể đưa ra được cái quyết định cho mình, anh chị, trong các cái vấn đề tài chính, anh chị. Đó, đấy là Hòa muốn nói, nhấn mạnh cái điều đó nó quan trọng hơn. Nhiều khi là đắt hơn 20 triệu không mua được, anh chị. Thì Hòa cũng không biết nói làm sao. Ok, đấy là cái quyết định của mỗi người. Nhưng mà Hòa muốn nói cái điều đó nó quan trọng hơn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ nói về cái người đầu tư. Cái người đầu tư thì bây giờ chúng ta đầu tư để làm gì? Chúng ta đầu tư để có hai thứ, dòng tiền và lãi vốn, đúng không nào anh chị? Thì khi mà đầu tư, Hòa nói lốt cái khía cạnh, chúng ta mua để ở là để thay đổi cuộc sống, anh chị. Không có ai mua một cái xe, anh chị, mua cái xe ô tô, anh chị. Nhiều khi anh chị đang đi xe máy, sau đó anh chị mua một cái ô tô, thì cái ô tô đó nó thay đổi cuộc sống của chúng ta. Nó, cái giá trị của nó rất là lớn, nó khác với cái việc anh chị đầu tư để kiếm lợi nhuận từ cái ô tô. Nên chúng ta phải phân tích rõ cái việc mua để ở hay là mua để đầu tư, nó phải rõ ràng ngay từ ban đầu. Nhiều người cứ lập lờ giữa cái việc mua để ở và mua đầu tư, nó rất là khó, anh chị. Đó, thế thì lên Hòa sẽ chia sẻ với anh chị. Khi mà anh chị mua để ở là mục tiêu của chúng ta là để thay đổi cuộc sống, thì những dự án nào, những sản phẩm nào, những cái điều gì thay đổi cuộc sống của anh chị tập trung vào để mua và dứt điểm cái việc đó. Khía cạnh thứ hai là anh chị mua để đầu tư. Mua để đầu tư thì chúng ta quen thuộc của chúng ta có hai khía cạnh: mua lãi vốn và mua để dòng tiền. Dòng tiền thì anh chị mua cho thuê, lãi vốn thì anh chị sẽ mua dành để kiếm thêm lợi nhuận từ cái việc gia tăng giá trị của tài sản. Vậy thì ở đây nó sẽ có liên quan đến một cái gọi là cái kế hoạch và chiến lược của anh chị. Cái kế hoạch của anh chị là mua để đầu tư dòng tiền, đúng không anh chị? Hay là mua để đầu tư lãi vốn, thì hoặc là có những anh chị thì anh chị sẽ kết hợp cả hai cái điều đó. Thì chúng ta không nói về cái mặt lý thuyết ở đây, cái mặt về kỹ thuật ở đây, mà chúng ta sẽ nói về ở đây là gì? Tại thời điểm này, nếu anh chị nào đã có nhiều bất động sản rồi, một vài căn chung cư rồi, chúng ta có thể có nhiều phương án. Giả sử như Hòa đang có một số khách hàng của Hòa, anh chị đã có 3-5 căn chung cư, thì lúc này Hòa sẽ chia sẻ rằng để giảm bớt cái rủi ro về mặt thanh khoản, khi mà cái này nó đều phải phân tích cá nhân hết anh chị. Bởi vì chị đó thì Hòa giả sử này nhá, chị đó chị vay ngân hàng của 2 căn chung cư, và lúc này thì mỗi căn chung cư đó nó đã có lợi nhuận cơ bản là tương đối rồi, khoảng 15-20-30% rồi. Thì Hòa khuyên chị ý rằng là sẽ bán đi để thu về cái lợi nhuận của 20% của 2 căn kia, để mà mình giảm bớt cái rủi ro của mình trong trường hợp thị trường sau này nó có sự quay đầu và mình không thanh khoản được nữa, anh chị. Thì đấy là nó phải mang tính chất rất là cá nhân và riêng biệt. Còn đối với những cái người mà chưa có cái bất động sản, anh chị chưa có bất động sản, anh chị đang cầm tiền và anh chị đang xảy ra hai cái vấn đề, anh chị. Cái gì trong đầu tư nó cũng thế anh chị, nó là cái xác suất và nó luôn luôn có hai cái mặt của vấn đề, anh chị. Bàn tay của chúng ta có mặt úp và mặt ngửa, đúng không anh chị? Đồng tiền nó cũng có hai mặt của nó. Nên cái gì nó cũng có hai mặt của nó, anh chị. Thì trong đầu tư cũng như vậy, chúng ta sẽ phải chấp nhận cái giá của chúng ta. Thế thì bây giờ chúng ta phải trả lời là cái giá mà chúng ta phải trả, nếu như chúng ta chờ đợi thì sao? Đúng không anh chị? Cái giá mà chúng ta phải trả khi mà chúng ta chờ đợi để cho thị trường nó điều giảm hoặc là điều chỉnh, thì nó làm sao? Cái xác suất của nó là bao nhiêu phần trăm cho cái việc đó? Đúng không anh chị? Lựa chọn dự án nào để cho tốt nhất thì chúng ta phải đặt lên bàn cân cái điều đó. Với những cái người mua cái căn hộ chung cư lần đầu, mua để đầu tư mà anh chị có 1-2 cái lựa chọn thôi, thì anh chị phải lựa chọn cái thời điểm và cái chiến lược của mình cho nó phù hợp. Bởi vì vẫn xuyên suốt một cái câu nói mà Hòa sẽ nói qua nhiều cái video, đó chính là cái phương án đầu tư tốt nhất mà dành cho tất cả mọi người, lời khuyên tài chính tốt nhất dành cho tất cả mọi người là khi anh chị đầu tư mà về anh chị có thể kê cao gối ngủ ngon là phương án đầu tư tốt nhất. Chúng ta thường tính đến lợi nhuận anh chị, nhưng mà chúng ta phải tính đến phương án kia trước, sau đó chúng ta sẽ lựa chọn từng cái sản phẩm một để chúng ta tìm ra cái phương án tốt nhất.
Bởi vì trong thời điểm này nó không phải là thời điểm anh chị vào đẹp nhất của thị trường nữa, mà nó là thời điểm giá nó đã lên cao rồi. Vậy thì chúng ta phải lựa chọn kỹ cái sản phẩm để chúng ta đầu tư vào, nó phù hợp với phương án tài chính của chúng ta. Giả sử anh chị có sẵn tiền thì anh chị nên chọn cái sản phẩm nào có sẵn để mua để kiếm dòng tiền cho thuê ngay, hay là anh chị lợi dụng cái quá trình xây của dự phát triển dự án để anh chị có đủ cái dòng tiền, cơ cấu được cái dòng tiền vào trong cái dự án một cách phù hợp. Thì sau một thời gian, sau 2 năm, 3 năm anh chị tích lũy được cái tài sản lớn. Về cái mặt tích lũy cái tài sản này, nó là cái chiến lược rất là quan trọng mà mọi người không tính đến, bởi vì không phải hầu hết mọi người mua nhà đều có sẵn một cục tiền lớn này để đưa vào mua cái nhà xong luôn. Thì mỗi một người, mỗi một điều kiện tài chính nó khác nhau anh chị. Bây giờ mà bảo anh chị là không nên mua nữa, chờ chung cư giảm, giả sử như cái điều đó nó xảy ra thì ok, anh chị tốt, không sao cả. Nhưng giả sử nếu như điều đó nó không xảy ra thì sao? Đó, thì điều đó anh chị phải tự trả lời cho mình cái câu hỏi đó. Nên là chúng ta phải đưa vào trong cái chiến lược của chúng ta một cách phù hợp. Anh chị muốn có nhà trong khoảng 2-3 năm nữa cho khoản đầu tư dài hạn của mình thì anh chị lên đầu tư. Còn những cái người mà đang đầu tư trong cái chiến lược ngắn hạn tại thời điểm này thì tốt nhất không nên đầu tư ngắn hạn tại thời điểm này, bởi vì giá nó đã cao rồi. Còn những người mà đầu tư có kế hoạch dài hạn thì anh chị hãy xem xét cái việc liên quan đến đồng vốn của anh chị, liên quan đến cái kế hoạch của anh chị để anh chị mua cho nó phù hợp anh chị. Đó, còn những người ngắn hạn thì tốt nhất không nên tham gia trong cái thị trường nóng anh chị, bởi vì nó rất là rủi ro. Và Hòa cũng đã từng chia sẻ với anh chị một cái video liên quan đến là hãy chừa chỗ cho sai lầm anh chị. Anh chị có thể xem lại cái video đó bên dưới phần mô tả của video này để có thể hiểu thêm về quá trình đầu tư của chúng ta. Và anh chị ơi, về cái việc đầu tư ở đây, Hòa chỉ có thể chia sẻ anh chị dưới góc nhìn đó, bởi vì hầu hết các quyết định tài chính nó đều mang tính vô hình, nên Hòa cố gắng lột tả một cách rõ nhất cái sự vô hình trong những cái quyết định tài chính cũng như là đầu tư này để mà anh chị có thể là cảm nhận và hiểu được. Còn thực sự với những anh chị đã mua trước những cái giai đoạn cách đây 2 năm trước hay là 1 năm trước với 3-4 cái căn chung cư, tại thời điểm này anh chị chốt lời, không có cái gì là sai cả. Anh chị không có cái gì là sai cả. Và anh chị cầm cái tiền đó, anh chị mang sang một cái thị trường khác mà thị trường đó là chưa tăng giá, anh chị đầu tư hoàn toàn là đúng anh chị, chốt lời không bao giờ sai anh chị. Và chỉ có cái điều kiện là chốt lời, anh chị chốt lời khi nào? Khi anh chị cảm thấy rủi ro trong một cái thị trường. Một cái thị trường này mà anh chị cảm thấy rủi ro thì anh chị chốt lời. Hai là gì? Anh chị có một cơ hội đầu tư tốt hơn thì anh chị chốt lời. Anh chị, ba là anh chị có cái nhu cầu tài chính thay đổi, anh chị chốt lời. Anh chị có mục tiêu ấy, anh chị có mục tiêu của mình, anh chị chốt lời. Đấy là bốn cái yếu tố để anh chị chốt lời bán một cái tài sản. Hòa chia sẻ lại này, bốn yếu tố để anh chị bán một cái tài sản này. Thứ nhất là đạt được mục tiêu tài chính của anh chị, nó là quan trọng nhất này. Mình đã xem là mục tiêu tài chính của mình ổn chưa, mình thấy như thế hài lòng hay chưa, mình chốt lời không có đúng hay sai anh chị. Thứ hai là mình cảm thấy cái thị trường nó rủi ro, mình chốt lời. Cái thứ ba là anh chị có một cái cơ hội khác để anh chị đưa cái tiền vốn của anh chị để anh chị di chuyển cái tiền sang. Cái thứ tư ấy là anh chị cảm thấy anh chị thay đổi cái kế hoạch trong tài chính của mình. Thì là bốn cái để anh chị đưa đến quyết định đầu tư tài chính của mình liên quan đến cái việc lên bán hay là không. Đó chính là những cái điều mà Hòa chia sẻ trong video clip này, một cái video chia sẻ vào buổi chiều muộn. Và anh chị có thấy rằng là cái cảnh của thành phố của chúng ta Hà Nội đang đẹp như nào đúng không anh chị? Hoàng hôn đang buông xuống đó. Thì đấy cũng là những cái mà Hòa muốn chia sẻ trong một câu hỏi. Thực sự để mà trả lời cho tất cả mọi người thì nó rất là khó, nhưng mà Hòa muốn chia sẻ với anh chị để tất cả anh chị chúng ta cùng lắng nghe, chúng ta cùng có những cái sự thảo luận về cái việc đầu tư của mình. Và cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem hết video này. Nếu anh chị thấy video này là hữu ích thì hãy dành cho Nhà Tốt một like, chia sẻ video này với những người đang quan tâm đến mua căn hộ chung cư. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video tiếp theo.